Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Dương Mịch bị tố đội trác lợi dụng quan hệ để đi cửa sau liên quan đến cả Triệu Lệ Dĩnh. Đạp phăng Triệu Lệ Dĩnh để đưa bộ phim của mình lên sóng khung giờ vàng và đạt được nhiều thành công. Dương Mịch mới đây bất ngờ bị tố việc đi cửa sau để có được đặc quyền này. Sau hơn một năm kể từ Hậu Châu Phu Nhân đóng cùng Trần Vị Đình, Dương Mịch mới xuất hiện trở lại trên màn ảnh nhỏ. Mới đây dự án phim Cảm ơn bác sĩ do nàng Thị Hoa 85 và Bạch Vũ đóng chính đã được lên sóng. Vừa chiếu chưa lâu, bộ phim đã thu về loạt thành tích cực kỳ khả quan khiến nhiều fan không khỏi vui mừng. Theo đó, rating trung bình 3 tập đầu của Cảm ơn bác sĩ đã thu về con số là 0,899%, tạm thời xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng. Không những vậy, phim cũng đã phá mức 1 ngay khi mới chiếu được 15 phút đầu tiên trên kênh CCTV8. Đây là một thành tích rất đáng tự hào với Dương Mịch cũng như các fan. Tuy nhiên, điều này lại khiến cho người hâm mộ Triệu Lệ Dĩnh chẳng mấy hài lòng. Cụ thể, có một bộ phận fan của Triệu Lệ Dĩnh đã lên tiếng tố Dương Mịch lợi dụng quan hệ đi cửa sau khiến phim của thần tượng mình bị loại. Bởi lẽ trước đó có thông tin cho biết dự án phim Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh đã bị rút khỏi lịch chiếu của CCTV. Ngay lập tức, Cảm ơn bác sĩ của Dương Mịch được thấy Triệu lên sóng nên không tránh khỏi việc bị nghi ngờ. Các fan của Dương Mịch sau đó cũng chẳng chịu ngồi yên khi cho biết Cảm ơn bác sĩ vốn đã được xếp lịch chiếu đài CCTV. Kể từ khi bắt đầu đi đóng phim, hầu hết các bộ phim người đẹp họ Dương đóng đều sẽ được chiếu đài, vậy nên không có chuyện đi cửa sau như fan Triệu Lệ Dĩnh tố. Hiện fan của hai nàng Thị Hoa 85 này đang chiến nhau cực gay gắt. Hai Thị Hoa đán Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch đều cùng trở lại với những tác phẩm lấy bối cảnh hiện đại. Sự chuyện mình này của hai người đẹp nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh vốn là kỳ phùng địch thụ của nhau, trong năm nay họ lại cùng có phim chiếu đài nên lại càng dễ bị đem ra so sánh. Ở thời điểm hiện tại, lợi thế đang nghiêng về phía Dương Mịch vì bộ phim Cảm ơn bác sĩ của cô nàng được chiếu trên CCTV8 và nền tảng phát sóng lớn. Không chỉ nhận về những thành tích ấn tượng, bộ phim còn thu hút sự chú ý của khán giả bởi màn diễn xuất đầy thuyết phục của nữ diễn viên Dương Mịch. Trong các tập phim mới được lên sóng, Dương Mịch đã khiến người xem phải đau lòng với những phân cảnh khóc than, mất kiểm soát khi chứng kiến việc người mình yêu chạy qua lằn giới sinh tử trước mặt. Nhan sắc của nàng Tiểu Hoa 85 cũng nhận được lời khen có cánh của khán giả. Ở tuổi 36, Dương Mịch dường như vẫn giữ được gương mặt thon gọn, làn da trắng sáng cùng đứng nét sắc sảo trời ban. Trong một vài phân cảnh, người xem đã phải ngỡ ngàng với nhan sắc giản dị nhưng không kém phần sang trọng của nữ diễn viên. Đây là lần đầu tiên Dương Mịch thử thách với vai trò là một bác sĩ chuyên nghiệp, đặc biệt là bác sĩ cấp cứu. Hàng ngày phải đối mặt với đủ loại bệnh nhân, cô phải sử dụng chuyên môn của mình để cứu người và cảm nhận hết câu chuyện cảm động này đến câu chuyện khác từ bệnh nhân. Cho nên, có thể nói, vai Tiêu Nghiên là một nhân vật tinh tế, chuyên nghiệp, giàu cảm xúc và thực sự đây là một thử thách lớn đối với Dương Mịch. Rõ ràng, Dương Mịch đang muốn làm mới mình với một bộ phim có chủ đề khó mà trước giờ bản thân chưa thể hiện. Tuy nhiên, đây được xem là con dao hai lưỡi bởi trước đó Dương Mịch có phong độ diễn xuất không ổn định, việc đảm nhận một vai diễn về một ngành nghề đặc thù được xem là khá khó với nữ diễn viên. Trước đó, có một nữ diễn viên khác là Dương Tử cũng từng thử sức khi đóng phim Nữ bác sĩ tâm lý. Một bộ phim cũng lấy chủ đề ngành y nhưng không mấy thành công. Vậy nên điều ghi nhận là Dương Mịch dám làm mới mình nhưng khả năng thành công của cô ở phim này được dự đoán không cao. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.